Vâng, bắt đầu từ ngày hôm nay, tức ngày mùng 1 tháng 1 năm 2019, ngày đầu tiên của năm 2019 thôi thì hàng loạt các chính sách mới trong các lĩnh vực như là kinh tế xã hội, như là chính sách tăng lương tối thiểu vùng, giá viện phí mới cho bệnh nhân có hoặc là không có bảo hiểm y tế, thay đổi cách thức thi tuyển, xét tuyển công chức sẽ chính thức có hiệu lực. Và chi tiết mời quý vị đến với phần tổng hợp của nhóm phóng viên ngay sau đây. Từ ngày hôm nay, mùng 1 tháng 1 năm 2019, Nghị định 157 quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động được áp dụng như sau. Vùng 1 4,18 triệu đồng một tháng, vùng 2 3,71 triệu đồng một tháng, vùng 3 3,25 triệu đồng một tháng, vùng 4 2,92 triệu đồng một tháng. So với năm 2018, mức lương tối thiểu vùng tăng từ 160.000 đồng một tháng đến 200.000 đồng một tháng. Từ ngày 15 tháng 1 năm 2019 sẽ tăng giá khám bệnh bảo hiểm y tế. Theo đó, giá khám bệnh được quy định như sau. Bệnh viện hạng đặc biệt, hạng 1, 37.000 đồng một lượt, tăng 3.900 đồng. Bệnh viện hạng 2, 33.000 đồng một lượt, tăng 3.400 đồng. Bệnh viện hạng 3, 29.000 đồng một lượt, tăng 2.800 đồng. Bệnh viện hạng 4, trạm y tế xã, 26.000 đồng một lượt, tăng 2.700 đồng. Bên cạnh đó cũng bắt đầu từ ngày 15 tháng 1 năm 2019. Bộ Y tế sẽ thực hiện giảm giá khám bệnh cho bệnh nhân không có bảo hiểm y tế. Cụ thể, bệnh viện hạng đặc biệt và bệnh viện hạng 1, 37.000 đồng một lượt, giảm 2.000 đồng một lượt. Bệnh viện hạng 2, 33.000 đồng một lượt, giảm 2.000 đồng một lượt. Bệnh viện hạng 3, 29.000 đồng một lượt, giảm 2.000 đồng một lượt. Bệnh viện hạng 4 và trạm y tế xã, 26.000 đồng một lượt, giảm 3.000 đồng một lượt. Từ ngày 15 tháng 1 năm 2019, cách thức thi tuyển, xét tuyển công chức sẽ được thay đổi như sau. Việc thi tuyển công chức sẽ được diễn ra trong hai vòng. Vòng 1, thi trắc nghiệm trên máy tính về kiến thức chung, ngoại ngữ và tin học. Vòng 2, thi môn nghiệp vụ chuyên ngành với nội dung về kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí làm việc cần tuyển dụng. Hình thức thi là phỏng vấn hoặc thi viết. Việc xét tuyển thi công chức cũng diễn ra trong hai vòng. Vòng 1, kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí làm việc tại phiếu đăng ký dự tuyển. Vòng 2, phỏng vấn để kiểm tra về năng lực và trình độ chuyên môn.